Đây là cửa hàng Việt Lót, nằm trên đường Nguyễn Trãi, phường 14, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Mới đầu năm mới, thần tài đã gõ cửa cửa hàng này. Ngày 23 tháng 2, một vị khách tới đây mua vé đã trúng giải Việt Lót, trị giá gần 41 tỷ đồng. Điều đáng nói, đây là tấm vé độc đắc thứ 3 mà khách hàng mua được từ cửa hàng này. Lặn lội di chuyển gần 20 km từ quận Gò Vấp đến quận 5, ông Phan Hùng đến đây mua vé, hy vọng sẽ gặp được vía thần tài gõ cửa như ba vị khách may mắn trước đó. Dạ, đây mất tiếng đồng hồ đấy. Nhưng mà ta bảo là ở đây là chỗ này là chỗ mà hay chung, nên đến thử xem. Được biết, trong kỳ quay mở số thưởng thứ 88, sổ số tự chọn Power 6/55, Việt Lót xác định một bộ số trúng giải Jackpot 2 trị giá gần 41 tỷ đồng. Đây là giải thưởng phụ có giá trị lớn nhất từ khi sản phẩm này chính thức vận hành từ giữa năm ngoái. Trước đó là hai giải thưởng xấp xỉ 75 tỷ đồng và 28 tỷ đồng của sản phẩm sổ số tự chọn Mega 6/45. Tổng giải thưởng 3 vé ở cửa hàng này trúng xấp xỉ 144 tỷ đồng. Chúng tôi là cái hệ thống bán hàng may mắn nhất, không chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh mà toàn quốc, trên toàn quốc. Chúng tôi đã hiện bây giờ chúng tôi đã bán gần 6 lần Jackpot, trong đó đặc biệt là cửa hàng 89 Nguyễn Trãi, phường 4, quận 5 thì chúng tôi đã 3 lần bán trúng giải Jackpot. Đây là sự may mắn đặc biệt. Tại sao lần trúng thứ 3 ngay dịp Tết năm nay thì lượng khách hàng đến cửa hàng tăng lên? Chúng là làm từ thiện rồi đổi đời nữa. Dạ. Trước mắt là làm từ thiện, đúng không? Dạ vâng. Sau là mình có thể đổi đời làm gì, làm ăn gì đó. Dạ. Cho nó phát triển thêm lên. Thì ba cũng muốn ngày nào cũng mua đây để muốn trốn. Chưa được, muốn may mắn thì chưa được. Từ ngày có thông tin liên tục các vị khách mua vé rồi trúng giải lớn, cửa hàng này đã đông khách hơn. Thay vì gọi tên thông thường theo địa chỉ thì nhiều người đã định danh đây là cửa hàng thần tài.